là chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản của đời sống. Bảo Khanh, Diệu Hạnh xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay có Thượng tọa Thích Biên Huy, Bác Nhật Tạng và Diệu Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những giáo pháp căn bản của Đạo Phật. Và qua sự chia sẻ này, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý vị một cái nhìn cụ thể hơn và rõ ràng hơn về Phật giáo. Kính thưa quý vị, hôm vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với quý vị là dùng thập thiện làm căn bản để tu tập lục độ ba la mật, là gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, thì chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều công đức. Khi sinh ra thì sẽ có dung mạo đẹp đẽ, sẽ được thọ mạng lâu dài, bà con hòa thuận và được nhiều điều lợi ích chân thật của Phật Pháp và đầy đủ nguyện lớn. Ngoài ra còn được mọi tầng lớp chúng sanh ai cũng yêu mến, tâm thì lúc nào cũng được thanh thản, nhẹ nhàng và trí tuệ sáng suốt để chúng ta có thể nhịn được, nhận thức được đâu là chánh, đâu là tà mà hành sự. Đó là nội dung của chương trình hôm vừa rồi. Và Diệu Hạnh hôm nay xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Sống Đúng Chánh Pháp của chúng tôi. Dạ kính bạch Thầy, hôm thứ ba vừa rồi Thầy đã chia sẻ với chúng con về thập thiện và lục độ ba la mật. Dạ hôm nay xin Thầy tiếp tục chia sẻ với chúng con về thập thiện và tứ vô lượng tâm. Dạ kính bạch Thầy, trước tiên xin Thầy cho chúng con được biết rõ, hiểu rõ là tứ vô lượng tâm là gì thưa Thầy? Dạ, Như Đà Phật kính chào cô Diệu Hạnh và bác Nhật Tạng cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản của đời sống. Mình thưa quý vị, tứ vô lượng tâm tức là bốn cái tâm vô lượng, đó là từ, đó là bi, đó là hỷ, đó là xả. Như vậy cái bốn cái vô lượng này như thế nào gọi rằng là vô lượng? Thứ nhất tức là cái nhân lành vô lượng, đem lại cái nhân lành vô lượng, đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai tức là đem lại cái quả đẹp vô lượng, cái nhân và cái quả. Và thứ ba là lợi ích chúng sanh vô lượng, đó cho nên vô lượng. Và thứ tư tức là thế giới và nhiều đời được an lạc vô lượng, cho nên chúng ta gọi rằng là vô lượng. Không có cái gì mà sánh bằng gọi là vô lượng, gồm có từ tâm, rồi bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, vô lượng vô biên. Đó là bốn cái chữ gọi là tứ vô lượng tâm. Đạo hữu, kính bạch Thầy, thì như vậy có những người nào mà lại đi tu tập được về cái thập thiện nhưng mà người ta là còn theo đuổi một cái sự tu tập của cái tứ vô lượng tâm này thì sẽ hưởng được những cái phước lộc nào? Thưa bác Nhật Tạng cùng tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta đã tu được thập thiện rồi mà nếu chúng ta tu thêm về cái tứ vô lượng tâm này, chúng ta sẽ được nhiều cái sự lợi ích vô cùng. Bởi vì cái lòng từ trang nghiêm để đối với chúng sanh thì chúng ta không có não hại, bởi vì chúng ta biết chữ từ tức là ban vui, đem lại tất cả những cái sự an vui cho chúng sanh. Chúng ta không có não hại cái tâm, không có khở lên cái não hại đối với chúng sanh, thì ngay chính mình đã được cái sự an vui. Mà khi có cái sự an vui thì chúng ta đủ hết về mặt vật chất lẫn tinh thần. Khi chúng ta đã tu tập về cái sự mà tức là thập thiện, một cái hàng rào để ngăn cản những cái tội lỗi rồi, thì chúng ta tu tập cái này tức là đối với tất cả chúng sanh chúng ta mở rộng thêm một tầng lớp nữa. Mà cái khi này nó một cái người phải có một cái tâm vô cùng rộng lớn, đem cái sự an lạc cho chúng sanh mà trong đó nó đã có mình rồi. Khi mà chúng sanh an lạc thì mình là người an lạc, cái từ và không có khởi não hại, mà mình làm cho người khác buồn, tất cả những chúng sanh khác buồn đau khổ, tức là chúng ta đã không có khởi lên được cái tâm từ, cho nên nó đem lại cái lợi ích vô lượng vô biên, tức là được mọi người kính mến, được mọi người thương yêu, và cái mạng sống của chúng ta rất là lâu dài, của cải không có bị thất thoát. Và cái lòng bi, nếu mà được cái lòng bi chúng ta trang nghiêm đầy đủ trong cái bản thân, trong tâm của chúng ta, thì được mọi chúng sanh không có chán bỏ. Bởi vì chúng ta biết rằng là bi tức là năng cứu nhất thiết chúng sanh chi khổ, tức là bạc đi cái khổ của tất cả chúng sanh. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, cho nên được tất cả chúng sanh không có chán bỏ. Mà tất cả chúng sanh không có chán bỏ mình thì của cái vân vân không có ai mà lấy. Nếu người ta ghét mới lấy, người ta tham người ta mới lấy, còn người ta không có chán bỏ thì không bao giờ mất.
Và nếu mà lòng hỷ trang nghiêm á, thì khi thấy người tu thiện đó thì không có hiềm khích, tất cả những người khác không có, mình không có hiềm khích. Mà khi chúng ta không có hiềm khích thì được là người khác không có hiềm khích với mình, được cái lợi ích đó vô cùng, tức là cái sự kiêu căng nhiều chống đối với nhau đều không có có, không có bị hiềm khích và ghét bỏ. Và nếu chúng ta đầy đủ cái lòng xả ở trong ta và trong tâm của mình, mà mình trang trải cái lòng xả đó, thì tất cả những cái cảnh nó đều thuận với chúng ta, không có bao giờ nó nghịch lại, và tất cả mọi chúng sanh đều thương yêu, không có bao giờ chán ghét cả. Và từ đó nó diệt đi cái tâm sân hận. Và thưa quý vị rằng là cái tâm sân hận là một cái nguồn gốc, nó đem ra những cái tội lỗi vô cùng to lớn trong cái cuộc sống của mọi con người. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu cái thế giới này mà tất cả mọi người đều tu được cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng đó, thì họ nhận định, họ biết rằng cái từ như thế nào, cái từ đó có bền bỉ, hay là cái từ tức là cái vui đó, cái vui bền bỉ hay là cái vui giả tạm. Thưa bác, Đức Phật dạy rằng là cái giữa cái vui đó nó có hai cái, giữa cái vui giả tạm và cái vui bền bỉ. Cái vui giả tạm tức là nếu chúng ta trang trải ra, chúng ta chạy theo, nghĩa là mắt đắm theo sắc, rồi mũi theo mùi, tai theo tiếng, rồi thân theo tiếp xúc, ý theo cái danh lợi, thì cái vui đó chỉ trong cái giả tạm thôi. Còn nếu chúng ta vào trong cái tứ vô lượng tâm đây, chúng ta trang trải cái tâm từ bi, đem lại cái sự an lạc giải thoát cho mọi người đó, chắc chắn rằng chúng ta được cái vui bền bỉ, không bao giờ giả tạm cả. Nếu mà chúng ta thực hành được bốn cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả trang nghiêm hết trong cái tâm của chúng ta, chắc chắn được những cái lợi ích như vậy, tức là tất cả chúng sanh không có não hại chúng ta, của cải không có mất, mạng sống được lâu dài và được mọi người kính chuộng, không có hiềm tị và không có ghét bỏ, không có bị những cái nghịch cảnh nó đối lại với chúng ta. Và đó là cái hiện tại, và trong tương lai chắc chắn rằng chúng ta đạt đến cái quả vị, nghĩa là sanh vào cái thiện cảnh, tức là cái thế giới của bậc thánh. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, xin thầy cho chúng con được hiểu rõ thêm là khi cái con đường tu tập của chúng con sẽ được thăng tiến như thế nào khi mà chúng con biết cách áp dụng cái thập thiện vào làm cái nền tảng, làm cái căn bản để mà mình tu tập từ bi hỷ xả, thưa thầy. Thưa cô, thì trong cái vấn đề này nó rất là cần thiết. Nếu chúng ta đi vào trong cái chi tiết về cái vấn đề từ, thì vấn đề từ trước, từ tâm, tức là từ vô lượng đó. Thứ nhất vấn đề thân, về cái thân chúng ta khi mỗi lần chúng ta cất bước là về chân và tay. Chân chúng ta mỗi khi chúng ta bước cái chân đi, chúng ta phải quan sát thử chúng ta có dẫm chết chúng sanh không, phở cái lòng từ như vậy. Cái tay của chúng ta có giết hại chúng sanh hay không. Rồi như chúng tôi đã trình bày lần trước về cái miệng của chúng ta từ, thì nó gồm có hai cái, một là ăn, hai là nói. Ăn cũng phải là từ, tức là chúng ta không có giết hại chúng sanh để ăn, đó là lòng từ. Chúng ta ăn bằng cách nghĩa là thương xót, ăn bằng cách nghĩa là cầu nguyện, ăn mong muốn cho tất cả chúng sanh đều có món ăn của như ta. Ăn không phải là tham ăn, đó là lòng từ. Ăn nhưng mà nghĩ rằng là chúng ta có một cái dịp nào đó chúng ta luôn luôn giúp đỡ cho tất cả mọi người, đó là cái lòng từ. Lòng từ, và chính xác như vậy là cái lời nói cũng vậy. Lời nói chúng ta thốt ra những cái lời từ tốn, chúng ta không có chỉ trích, chúng ta không có nói hai lưỡi, chúng ta không có câu mâu để đem lại cái bất lợi cho người khác. Mà chẳng hạn như là ở trong sách Đông Châu Liệt Quốc, vừa bác có một cái câu chuyện như thế này, và hai bên làm cho câu mâu của nhau và hai bên cùng lại bất lợi với nhau, là cái câu chuyện ở nước Triệu muốn đem quân đi đánh nước Yên. Và lúc bây giờ ông Tô Tần là người của nước Yên mới tới nói với vua nước Triệu này: tôi đi ngang qua cái đầm kia và tôi thấy một con nước khô, thì có một con ngao nên há miệng đó, thì con cò lại mổ con ngao, và con ngao nó mới ngậm miệng lại và con cò rút cái mỏ ra không được. Và lúc bây giờ con cò nó nói rằng là nhà ngươi một chập đây thì nhà ngươi cũng bị nắng khô và ngươi chết. Thì con ngao nó mới nói con cò rằng là nhà ngươi cũng bị ta kẹp tới đây thì chắc chắn rằng rồi đây thì ngươi cũng bị khát, bị đói, ngươi chết. Lúc bây giờ hai con vật nó đương tương tranh như vậy thì
ngư ông có một cái người chài lưới tới họ bắt cả hai con luôn. Do vậy cái sự đấu tranh với nhau nó làm thiệt hại, cho nên chúng ta cần cái lời nói của chúng ta cũng phải là từ tốn hiền hòa, đem lại cái lợi ích mà như người Việt chúng ta thường nói rằng là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nó rất là hay, đó là về thân khẩu ý từ, và đặc biệt đó là cái ý từ nữa, ý quan trọng, ý nó khởi lên, nó dẫn đầu tất cả các cái pháp, mà phải khởi lên cái lòng từ thương xót đối với tất cả những cái nghịch cảnh vân vân, phải thương xót tất cả chúng sanh, đừng có chạy theo cái ảo giác ở bên ngoài, thì đem lại cái lợi ích. Đó là cái lòng từ của chúng ta nên trang trải như vậy thì đem lại lợi ích nhiều như vậy. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài vào tứ vô lượng tâm ạ. Dạ, thưa cô cùng bác Nhật Tạng cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sống Đúng Chánh Pháp hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi tiếp theo là cái nếu mà cái ý chúng ta về vấn đề ý, tức là thiện mà chúng ta tu từ đó, tức là cái ý nó gồm có một là cái thiện, tức là đó, và thứ hai là ác, và thứ ba là vô ký, tức là không thiện và không ác. Không thiện không ác đó thì chúng tôi xin trình bày như thế này. Cái thiện đó tức là cái ý luôn luôn hướng mình nghĩ và mong muốn làm sao người ta dứt từ đi tất cả các cái khổ khổ đau, và mình mong muốn mình giúp được đem lại cái sự an lạc cho họ, là đó là cái thiện. Còn nếu cái ác ý là nếu mà người ta giàu có, thí dụ như tôi thấy bác Nhật Tạng giàu có thì mình không làm gì được, bằng hay là mình phá này kia, thì mình trông mong, mình nghĩ rằng trông sao cho bác nghèo sụp cái gia tài, đổ sự nghiệp đi, đó là ác. Ví dụ như một người đã chết rồi mà nói ồ cái thằng nó chết vậy chưa đáng đâu, nó còn chết phải biết gấp mấy lần lại nữa, đó là cái ý ác. Còn cái vấn đề vô ký tức là không thiện không ác, làm nhưng mà không có suy nghĩ, cứ làm rồi nó tới đâu nó tới. Cho nên mỗi một khi người tu thập thiện cộng với tứ vô lượng tâm, trước khi chúng ta làm chúng ta phải suy nghĩ rằng cái điều này có đem lợi ích cho tất cả chúng sanh, đem lại đau khổ hay là đem lại cái an vui, rồi mình mới làm. Nếu là điều đem lại cái đau khổ cho tất cả mọi người, không có đem lại cái an lạc cho chúng ta, thì chúng ta nên không làm, và chúng ta đừng có nghĩ rằng là ôi mình làm rồi ai có lợi không lợi gì, mà kệ cái việc làm mình cứ làm thì cái đó nó không có đem lại lợi ích. Như vậy cho nên chúng ta nếu mà chúng ta hành, hoặc một cái người hành giả, thì chúng ta cần phải đem lại ngăn ngừa người tu tứ vô lượng tâm, tức là ngăn ngừa những cái điều ác nó sắp sanh ra của mỗi con người. Có như vậy thì mỗi một ngày chúng ta mới thăng tiến được. Ví dụ chúng ta phải cần phải trang trải cái tâm của chúng ta thương những người đang sân hận. Chúng ta thấy họ biết cái lỗi họ sân hận như vậy thì mình phải trang trải ra mình thương. Chúng ta phải thương xót và những người đang bệnh khổ, chúng ta cứu giúp những người bệnh khổ nữa. Rồi chúng ta thấy những người đang đau buồn, chúng ta phải trang trải cái tâm của chúng ta để chúng ta cứu giúp cho họ, để không có cái sự đau buồn nữa. Và chúng ta trang trải cái tâm của chúng ta, ví dụ như một người bị tai nạn thì chúng ta bằng cách nào đó chúng ta an ủi, chúng ta giúp đỡ họ để tránh qua được cái tai nạn này, cái tai kiếp này. Rồi có người đương bị si mê, chúng ta làm thế nào thương họ và trang trải cái lòng từ của chúng ta, tứ vô lượng tâm của chúng ta, để chúng ta khiến cho họ không có si mê. Chẳng hạn thí dụ bây giờ có một người bạn của bác hay là của cô đam mê về đi casino, thì chúng ta khiến nè, ồ cái đó là nó sẽ tiêu gia bại sản trong một ngày gần đây, nó chỉ vui trong chốc lát mà nó sẽ mang cái hiểm họa về sau, cho nên chúng ta ngăn chặn lại. Đó là cái vấn đề si mê. Rồi chúng ta thương những người tàn tật, chẳng hạn như vừa rồi cái đại hội gì đó thưa bác. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đó thì mỗi người đều giúp, đó là thương những cái người tàn tật, rồi xong rồi thương những người già yếu. Chúng ta thấy rằng chính phủ Mỹ rất là hay thương tất cả những người già yếu, giúp đỡ cho nhiều cái chương trình để họ được hưởng, đó là cái tình thương. Và nói chung nữa thì tất cả chúng sanh. Như vậy thì qua cái vấn đề này, như thưa bác rằng là bác có nhận định được là cái vui thật và cái vui giả. Dạ, chưa có Dạ. thầy. Thì biết rằng là cái vui thật và cái vui giả, tức là nói tới cái chữ hỷ. Chữ hỷ đó nó có gồm cả hai cái. Một đó là cái vui của dục lạc. Cái vui của dục lạc tức là gồm gì? Có tài, sắc, danh, thực, thì có gồm có đó. Và một cái vui với cái giải thoát.
Vui cái giải thoát đó là cái gì? Không có khoe trương, nhu hòa, nhẫn nhịn, chan hòa trong cái niềm vui của mọi loài, đem cái sự an vui của mọi loài tới cho mình, đó là cái sự an vui. Thì cái vui, cái dục lạc đó, nó chỉ trong chốc lát, nó nhất thời mà thôi. Ví dụ bây giờ mình biết rằng là hoa nào không tàn, mình đắm chìm trong một cái sắc đẹp của người nào đó, một ngày nào đó thì người đó cũng phải già nua, hay là mình đắm chìm trong một cái xe, nó cũng cũ vậy thôi. Đó. Rồi chúng ta đắm chìm trong cái món ăn, nó chỉ qua miệng, nếu mình khạc ra thì không có ai dám ăn lại và ta nhồm gớm. Đó là chúng ta nói chuyện gần nhất, cho nên chúng ta không có đắm chìm trong cái vui ngắn, mà chúng ta phải ở trong cái vui dài, cái an vui giải thoát. Cái an vui giải thoát là sao? Chúng ta dứt trừ tất cả những cái đau khổ cho chúng sanh, đem lại cái niềm vui như hồi nãy giờ chúng tôi đã trình bày đó. Không thương những người đang sân hận để giúp họ bớt cái sân hận, những người đang bệnh khổ, những người đang đau buồn, những người có tai nạn, những người tàn tật, những người già yếu và tất cả chúng sanh, đó là chúng ta an vui. Rồi tiếp tới một bước nữa là cái vấn đề xả. Bởi vì cái gì buộc cái giữa cái vật xả đây, thường thường đa phần á, người ta nói mình dạy cho tất cả chúng sanh, nghĩa là bỏ, không có cần đến của cải vân vân, nhưng mà cái đó là bên ngoài thôi. Chúng ta phát khởi cái tâm bố thí, nhưng mà cái xả, cái vấn đề quan trọng tức là xả về cái sự trói buộc ở trong tâm của chúng ta, nó mới quan trọng hơn. Cái về cái ý y ta là đây là giỏi, ta đây là cao. Thì có những cái câu chuyện như thế này. Có một cái đời Tống có một cái ông tên là Nghiêu, ông nó rất là giỏi, ông làm quan trường và ông bắn cung trăm phát trăm trúng. Một bữa kia có một cái ông người bán dầu đi ngang qua, đứng và dòm, họ mỉm cười. Thì cái ông nó tức giận lắm, nói là nhà ngươi còn chê ta là bán dở hay sao? Thì cái người bán dầu ông nói rằng là không, tôi không phải là chê bán dở đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái này là chẳng qua một cái thói quen thôi, chứ không phải là cái gì đâu mà kiêu ngạo. Ông nói nhà ngươi bắn thử đi, nếu mà không được thì ta chém ngươi làm ba khúc, không? Thì ông nói đâu, ông coi đây nè. Ông ta cầm một cái đồng xu và ông múc cái gáo dầu, ông rót, và cái dầu đó không có cái giọt nào nó dính Dính trong vào cái lỗ của đồng đường. xu cả. Cho nên ông ta mới chịu làm mới thói quen. Bởi hồi trước ông ta kiêu ngạo rằng là không có ai giỏi hơn ông cả. Nhưng mà sự kiêu ngạo đó chính là giết mình và làm cho xa cách bạn bè. Cho nên là bốn cái điều chúng ta cần phải bỏ, chúng ta không có buộc. Đó là cái người mà hành giả thì chúng ta phải thực hành cái tứ vô lượng tâm này, nó đem lại vô cùng lợi ích cho chúng ta. Thưa bạch thầy, thì cũng qua cái trình bày của thầy về cái tứ vô lượng tâm, thì con xin có một cái ý như thế này, là có người cho rằng là mình làm công việc từ bi thì mình lại tạo cho cái người mà nhận được cái sự từ bi đó một cái sự, có khi là một cái lòng áy náy, để làm thế nào mà người ta trả lại được cho cái lòng từ bi của mình. Như vậy thì có người cho rằng như chúng ta phải làm công việc từ bi, hay là thể hiện cái lòng từ bi phải cho đúng chỗ. Theo ý thầy thì thầy giúp cho chúng con cũng như quý khán thính giả biết rằng gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta phải làm sao? Thưa bác, như thế này, cái sự từ bi đó chúng ta phải cần phải biết đúng chỗ. Bởi vì nếu mà chúng ta làm sai, ban cho họ, ví dụ như nói thì bây giờ người đó nghèo đói thì chúng ta cho thì được, nhưng mà chúng ta thiếu đi trí tuệ, tức là một người nào đó họ tới là xin thì mình cho, thì cái đúng, nhưng mình phải biết cái mục đích tối hậu họ cho, họ dùng những cái phẩm vật đó họ làm cái gì, mình có cái trí tuệ để mình phán xét cái vấn đề đó. Chứ còn nếu mà chúng ta, ví dụ như bây giờ một cái người đã ăn no rồi, chúng ta một hai nài nỉ, tôi bây giờ tôi có một cái thức ăn đây, tôi mời anh ăn, mời anh ăn, thì không khéo thì họ đau bụng họ chết thì mình mang tội. Đó chẳng khác gì như có một cái câu chuyện ở trong kinh Bách Diệu và Đức Phật ví dụ như thế này. Có một anh bạn đi tới nhà của anh ta để mà thăm chơi, và một bữa kia thì và vợ của anh ta mới đãi một cái bữa tiệc rất là ngon, nhưng mà rất tiếc là cô ta nấu canh nhưng mà quên nêm muối hay sao đó. Thì người chồng mới bảo rằng là bây giờ cô hãy cho tôi một ít muối nữa. Thì lên anh ta mới, anh chồng đó mới cho một ít muối vào tô canh và mời anh bạn ăn, thì thấy rất là ngon. Bởi vì thêm nó vừa món ăn thì rất là ngon. Thì anh bạn nghĩ rằng là ồ, thêm một chút muối nó ngon như thế này, như vậy ta thêm một chén muối nữa thì chắc nó ngon hơn. Cho nên anh ta mới bảo rằng là cô cho tôi một chén muối nữa.
Thì bà vợ đó rất là ngơ ngác, không biết anh này không biết lấy muối để làm gì, chắc nhà anh ta thiếu muối hay sao. Thì nhưng mà cô ta cũng vẫn không có tiếc, đem cho anh một cái chén muối lên, thì anh ta úp hết vào trong cái chén canh đó, trong tô canh đó. Và lúc bây giờ thì người bạn của anh ta cười, hỏi chứ tại sao lại anh úp hết vô trong cái tô canh như vậy. Anh ta nói ông biết sao, ông bỏ một chút nó đã ngon rồi, mà bây giờ bỏ một chén nữa thì nó ngon biết chừng nào nữa. Cho nên chúng ta phải biết điều không có như một cái người ngu đó, phải biết tùy theo cái trường hợp để mà chúng ta áp dụng cái từ bi của chúng ta khuyên dạy hả chúng ta. Chẳng hạn như một cái người đang bị rớt xuống sông chết, rớt xuống sông bị đuối, sắp sửa chết, thì nếu mà chúng ta không biết bơi thì không có thể nào mà chúng ta nhảy xuống đó luôn để mà chết chìm. Nhưng mà chúng ta phải biết kêu 911, chúng ta quăng dây, chúng ta gọi cảnh sát, nhờ người giúp đỡ vân vân. Đó là chúng ta biết cách để mà trang trải cái lòng từ và lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Thì cái sự từ bi đây cũng ở đây cũng vậy. Nếu một cái người làm ác thì chúng ta phải khiến họ phải làm thế nào để họ dứt đi cái sự ác độc đi, chấm dứt, đem lại cái sự đau khổ cho người khác. Rồi khiến cho người khác, tạo cái người khác đó có một cái cơ hội để dứt trừ những cái khổ đau. Cho nên chúng ta cần phải có một cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó lấy từ ở đạo Phật mà ra, mà Đức Phật dạy cho chúng ta nên cố gắng, nghĩa là cái người thực hành đó phải có một cái tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, không có vì cái sự lợi dưỡng của mình mà thực hành đó, không có vì cái ác tâm mà lợi dụng đó, không có vì cái danh vọng mà chúng ta làm cái điều đó, mà với cái thực tâm như là Đức Phật dạy, chỉ ban vui và cứu khổ giúp cho mọi người được lợi ích, đó mới chính cái ý nghĩa của từ bi. Dạ, dạ xin cảm ơn thầy ạ. Dạ kính bạch thầy, vì thời lượng có hạn nên chúng ta không còn thời gian. Dạ con kính xin thầy có đôi lời gửi đến quý vị khán thính giả trước khi chúng ta tạm biệt chia tay thưa thầy. A Di Đà Phật, kính thưa tất cả quý vị, nếu mà là những người con Phật thì chúng ta nên cố gắng thực hành cái từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm này. Và nếu tất cả quý vị là không có người con Phật, quý vị thực hành nó vẫn đem lại những cái nhân tố tốt đẹp cho hiện tại cũng như trong tương lai, nó đem cái sự an lành, cái sự lợi ích mà tất cả được mọi người tôn trọng, của cải không có thất thoát. Chúng tôi hy vọng rằng qua những cái lời dạy của Đức Phật, qua tứ vô lượng tâm sẽ đem lại một cách trọn vẹn cái hạnh phúc và cái lợi ích cho mỗi người, được cái này duyên được nghe cái bài pháp tứ vô lượng tâm của Đức Phật dạy này. Và nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả quý vị được vô lượng an khương và được tròn đủ cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả như hôm nay chúng tôi đã trình bày. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin cảm ơn thầy ạ. Dạ cháu mời bác. Vâng. Trước khi Nhật Tạng gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả của đài, chúng tôi xin gửi đến đây một lời cảm tạ của ban tổ chức cái buổi hội luận về đại nạn mất nước và gây quỹ từ thiện tối hôm qua tại nhà hàng Sea Food World do chùa Điều Ngự cũng như chùa Diệu Pháp phối hợp tổ chức. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý chư tôn đức, quý quan khách và đồng bào Phật tử đã đến ủng hộ thật đông đảo và giúp cho cái buổi cơm gây quỹ được thành công mỹ mãn. Nhật Tạng xin hẹn gặp lại quý vị vào dịp tới. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn bác. Diệu Hạnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đúng Chánh Pháp. Nếu quý vị có thắc mắc gì về đời sống tâm linh hay muốn góp ý cho chương trình, xin liên lạc về chùa Điều Ngự ở số 714-890-9513, 714-890-9513 và chùa Diệu Pháp ở số 626-614-0566, 626-614-0566. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba lúc 4 giờ và thứ bảy lúc 2 giờ chiều. Xin chúc quý vị được vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xin chào tạm biệt quý vị. A Di Đà Anh Phật. gì là Dạ, bạn chào rồi. thầy.